Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời quý vị và các bạn xem bản tin. Nếu không kiên định xã hội chủ nghĩa, có thể Cuba đã giàu như Dubai. Ngày 29 tháng 9, báo Tiếng Dân đăng bài "Tiếc cho Cuba, làm tiền đồn gác cổng làm chi" của tác giả Nguyên Tống. Thời báo chấm đề giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau. Nhìn đất nước Cuba khốn khổ như bây giờ, mình cảm thấy tiếc cho họ vô cùng. Có một vị trí cực kỳ thuận lợi, không bị chiến tranh hay bất cứ ai xâm chiếm, mà thực ra là chính họ di cư từ Tây Ban Nha sang chiếm được hòn đảo này. Thiên nhiên ưu đãi, sóng và gió biển dạt dào, lại được ở ngay cạnh một siêu cường. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Vậy mà họ lại không lo làm ăn, tận dụng điều kiện tự nhiên và địa chính trị để phát triển, lại chấp nhận đi làm thằng gác cửa, làm tiền đồn canh gác cái gì đó cho ông Liên Xô ở bên kia địa cầu. Chả liên quan gì tới mình. Ông Liên Xô sụp đổ 30 năm rồi mà họ vẫn kiên định làm tiền đồn gác cổng không biết cho ai, để dân chìm trong đói khổ và nằm mơ về thiên đường. Với khoảng cách đến Miami của Mỹ chỉ như từ Kiên Giang đến Phú Quốc ở ta, như vậy nếu họ tự cường phát triển đất nước bằng con đường du lịch thôi thì có lẽ họ đã trở thành một thiên đường cho dân Mỹ đến nghỉ ngơi mua sắm. Đời sống chắc chắn sẽ không kém gì đảo Sip hay Maldives, Bahama rồi. Còn nếu chăm chỉ và có chút đầu óc nữa thì có lẽ họ đã trở thành một trung tâm tài chính và trung chuyển hàng hóa ra vào Mỹ như Hồng Kông với Trung Quốc ngày xưa hay như Singapore, Dubai rồi. Sẽ có hàng triệu công ty, văn phòng ở châu Âu, châu Á và Mỹ đặt tại đây, vừa làm việc, vừa nghỉ dưỡng và cống hiến cho đất nước họ. Dân ăn rồi chả phải làm gì như Dubai. Có khi họ đã trở thành xã hội chủ nghĩa lâu rồi. Khi dân họ làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu như dân Dubai. Quá khứ thì bão đã qua, không lấy lại được, nhưng điều kiện thì vẫn còn nguyên đó. Vì sao giờ đói khổ như vậy? Họ cũng là con nhà dòng dõi châu Âu, sao họ không nhìn mấy anh em Đông Âu cũ hay tổ tiên Tây Ban Nha của họ mà đi nhỉ? Vẫn kiên định và chỉ thích kết giao với mấy ông bạn nói khốn nghèo khổ như Việt Nam. Hình ảnh người Cuba biểu tình vì thiếu nhiên liệu và lương thực. Một điều kỳ lạ nữa có thể nói là đến mức kỳ quái về logic và tư tưởng mà mình không thể hiểu. Họ chống lại đường lối phát triển xã hội của Mỹ, nhưng lại cứ xin Mỹ phải mở cửa, bỏ cấm vận để họ được làm ăn buôn bán với Mỹ, rồi không có lý do chiến tranh như Việt Nam, thì lại đổ nghèo đói là do Mỹ cấm vận. Kỳ quái vậy, không chịu nhìn ra nguyên nhân nghèo đói là do con đường lựa chọn sai lầm. Nếu họ kiên định đi theo con đường của mình thì cứ đi đi. Mỹ nó cấm vận mình thì mình cũng cấm vận lại nó cho chết mẹ nó đi, chứ gì mà phải xoắn. Không làm được thì cũng quân tử nhất ngôn, xin thua hoặc chấp nhận chết chứ không chịu nhục chứ. Logic nào, tư tưởng kiểu gì mà lại đẻ ra suy nghĩ lạy lục nó nới cấm vận, xin nó thức ăn để mình sống thoi thóp, để tiếp tục chửi bới và chọc ngoáy nó, to mồm kêu gào mình ưu việt hơn nó, quái đản. Bình luận dưới bài viết, Nick Dân Gian cho rằng đặt vấn đề của tác giả hay lắm, rất xác đáng. Từ đó nhìn lại chế độ Cộng sản Việt Nam thì có khác gì? Lúc nào cũng kè kè cái đuôi cáo thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nên đi lạy lục mãi để có được công nhận là nền kinh tế thị trường mà Mỹ nó có chịu bố thí cho mấy chữ đó đâu. Chỉ cần cắt bỏ cái đuôi cáo đi thì hồ ly tinh sẽ hiện hình làm người. Lúc đó cái ước muốn từ lâu sẽ thành sự thật. Thử hỏi tại sao không bỏ, rồi thử trả lời. Một là sợ anh bạn vàng bốn tốt, hai là bảo thủ cứ khư khư ôm lấy nó, ba là sĩ diện hảo. Ông trọng nào cũng bảo thủ. Ngày 27 tháng 9, báo Tiếng Dân đăng bài "Phải tự kiểm điểm lại tư duy của mình" của học giả Trương Nhân Tuấn. Tác giả cho rằng những người lạc quan về sự cải cách thể chế ở Việt Nam có lẽ phải tự kiểm điểm lại tư duy của mình. Tác giả từng là một người trong nhóm lạc quan tếu này, nhưng ông nghiệm ra rằng thấy vậy nhưng không phải vậy. Tác giả đề cập đến tài liệu mật là chỉ thị 24 của Bộ Chính trị ban hành ngày 13 tháng 7 năm 2023, bị nhóm dự án 88 bật mí và được BBC News tiếng Việt phân tích nội dung khá thấu đáo. Mục tiêu của chỉ thị nhằm bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Tuy nhiên, bài phân tích của BBC cho thấy mục đích của chỉ thị 24 không hề để bảo đảm an ninh quốc gia
mà chỉ nhằm để củng cố sự lãnh đạo của đảng. Cụ thể, chỉ thị này gồm 9 nội dung, trong đó đáng chú ý là không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước, không để thành lập tổ chức của người lao động dưới hình thức dân tộc, tôn giáo, đề cao cảnh giác, phòng ngừa tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhất là trong xây dựng chính sách, pháp luật làm suy yếu chế độ từ gốc, không để nước ngoài lợi dụng các định chế, cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết để vận động hình thành tổ chức chính trị đối lập, thúc đẩy cách mạng màu, cách mạng đường phố, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong đấu tranh với các trào lưu của chủ nghĩa dân túy, bất tuân dân sự, quan điểm chống phá của các thế lực thù địch, hành vi cổ suý cho văn hóa ngoại lai. Đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng chống đối chính trị, các loại tội phạm, nhất là hoạt động cài cắm nội gián, kích động biểu tình, bạo loạn. Tác giả đánh giá chỉ thị 24 ngồi xổm lên hiến pháp và pháp luật. Điều này đã được dự án 88 chỉ ra rành mạch. Chỉ thị 24 còn cho thấy Việt Nam thân Trung Quốc, chống Mỹ và chống Tây phương. Tác giả đặt câu hỏi, ai là những tác giả của chỉ thị 24? Câu trả lời dĩ nhiên là ông Trọng rồi, nhưng còn những ai nữa? Điều tác giả muốn biết và có lẽ rất nhiều người cũng muốn biết là trong bộ chính trị, những ai thuộc phe bảo thủ và những ai thuộc phe cải cách. Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại học Columbia. Theo tác giả, những người được ông Trọng tin cậy là những người bảo thủ bằng hoặc kém hơn ông Trọng một chút. Ai đã loại những thành phần bảo thủ này ra khỏi cuộc đua quyền lực? Thưa, đó là ông Tô Lâm. Từ đó tư duy của tác giả có vấn đề. Ông nghĩ rằng ai cũng nghĩ như mình. Có vấn đề là vì ông đặt Tô Lâm vào phe cải cách. Nếu là ông sẽ thả hết tù nhân chính trị trước khi đi Mỹ. Tô Lâm gặp Biden bên lề hội nghị Liên Hiệp Quốc. Công lao chuyến gặp gỡ này là kết quả vận động của Bộ Ngoại giao. Chuyện này không có ý nghĩa gì cả. Tô Lâm cũng cố gắng đi gặp gỡ một số nhân vật lãnh đạo của các tập đoàn kỹ thuật số của Mỹ, thuyết phục họ đầu tư vào Việt Nam. Kết quả Tô Lâm chỉ gặp được cấp phó mà thôi. Kết quả tồi tệ như vậy là vì Tô Lâm không biết mình là ai. Nếu là tôi thì tôi biết tôi là ai. Tôi biết tôi là tên đồ tể, là ông chúa ngục, là kẻ vi phạm nhân quyền, là miệng ăn bò giác vàng nhưng chỉ nói ra lời đạo đức giả. Tác giả nhận xét, đã đành, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Tô Lâm cũng làm những chuyện đó chỉ vì tuân thủ hay chấp hành những chỉ thị của ông Trọng hay của Bộ Chính trị. Nhưng khi đã đích ngồi hai ghế, khi quyền uy đã bao trùm khắp thiên hạ rồi, thì tại sao không ra uy bằng cách thả hết tù nhân? Tô Lâm cũng tham gia forum của Đại học Columbia. Ở đây, Tô Lâm bộc lộ những yếu kém và thể hiện mình cũng chỉ là một ông Trọng. Ông Trọng nào cũng bảo thủ hết cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Ông Trọng nào cũng bảo thủ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cung đình khốc liệt, nếu không cẩn thận Tô Lâm có thể nhiễm bệnh. Từ khi ông Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư đến nay, cung đình ngày càng khốc liệt hơn, chứ không hề yên tĩnh. Chưa có nhiệm kỳ nào mà số ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên Bộ Chính trị bị rụng nhiều như nhiệm kỳ khóa 13 này. Điều đó báo hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái lò lửa, trong đó các đồng chí đang nướng lẫn nhau. Nhiệm kỳ này cũng có đến 3 cái chết, 2 người chết khi đang tại vị, còn 1 người chết không bao lâu sau khi rời ghế. Đó là ông Lê Văn Thành, ông Nguyễn Chí Vịnh và ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Thành nhiễm bệnh lạ sau khi rời hang ổ ở Hải Phòng về chính phủ. Ông Trọng qua đời có lẽ do di chứng của lần gục ngã tại Kiên Giang sau huyệt của Ba Dũng 5 năm trước đó. Còn ông Vịnh bị cho nhắm mắt có lẽ bởi ông biết quá nhiều. Ông Vịnh từng nắm chức Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân đội, tức là Tổng cục 2. Hình ảnh chiếm ghế dễ nhưng ngồi ghế sẽ không dễ dàng với Tô Lâm. Sẽ không có bất kỳ thừa nhận nào từ nhà cầm quyền rằng những cái chết kể trên là kết quả của cuộc đấu đá cung đình. Dùng hồ sơ đen để hạ bệ lẫn nhau là cách làm công khai, bởi hầu hết các quan chức đều ăn bẩn để làm giàu, nên bất kỳ ai cũng có thể trở thành con mồi của Tô Lâm
khi ông nắm trong tay bộ máy điều tra khổng lồ. Rất nhiều người căm ghét Tô Lâm, nhưng không thể làm gì được ông, bởi ông có những bằng chứng cụ thể không thể nào chối cãi. Cuộc chiến mà ông Tô Lâm đã và đang phát động là cuộc chiến một chiều. Chỉ có Tô Lâm tấn công người khác, chứ chưa có ai đủ sức để tấn công lại Tô Lâm. Có thể nói, chiêu bài chống tham nhũng của ông Trọng đã đem lại lợi thế cho ông Tô Lâm. Các thế lực khác không thể nào dùng đòn đánh sở trường của Tô Lâm để phản công ông, bởi làm như vậy là tự sát. Chính trường khốc liệt, Tô Lâm là kẻ khó bị hạ nhất hiện nay chứ không hẳn là không thể bị hạ. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu Tô Lâm có thể bị đồng chí của ông hạ hay không, và hạ bằng cách nào? Những cái chết của Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, Lê Văn Thành, Nguyễn Chí Vịnh liệu có miễn nhiễm với Tô Lâm hay không? Câu trả lời là không. Nếu ông Tô Lâm bất cẩn, ông có thể góp mặt vào trong danh sách tử vong bởi nguyên nhân bất minh như các đồng chí nêu trên của ông. Hình ảnh sức mạnh của Lương Cường đang là ẩn số. Hiện nay, thế chẻ tre của Tô Lâm đã không còn. Nhưng để cân bằng quyền lực với ông thì vẫn là bài toán khó đối với các phần còn lại. Hy vọng lớn nhất là phe quân đội. Nếu họ bỏ qua sự bất đồng nội bộ bấy lâu nay và liên kết lại thì Tô Lâm cũng khó mà ngăn cản được. Quân đội lâu nay vẫn được ưu tiên có nhiều ủy viên trung ương đảng hơn là công an. Thậm chí số ủy viên Bộ Chính trị có lúc cũng đông hơn. Tuy nhiên, nội bộ quân đội thì cũng chia phe cánh, không thống nhất được. Đó là lý do khiến cho phe quân đội bị công an vượt mặt. Nói về bộ phận tình báo, công an bị lép vế so với quân đội. Năm 2018, ông Trọng cho giải thể Tổng cục Tình báo Bộ Công an, tức là Tổng cục 5, thay bằng một cơ quan tình báo mới. Giờ đây, công an không có cơ quan tình báo mạnh như quân đội đang có. Nếu nói cơ quan điều tra Bộ Công an chỉ có thể điều tra trong khuôn khổ pháp luật, thì ngược lại, cơ quan tình báo của quân đội có thể điều tra không giới hạn và hành vi của họ được bảo đảm bí mật. Đây chính là thứ vũ khí lợi hại mà phe quân đội đang có. Liệu họ có sử dụng nó để nhắm vào Tô Lâm hay không? Khi các phe phái khác bế tắc trong việc hạ bệ Tô Lâm, thì việc làm sao để Tô Lâm mắc bệnh lạ cũng là một giải pháp có thể dùng. Vì thế, nếu không cẩn thận, ông hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân của đòn hiểm này. Ngồi ngôi càng cao thì tiềm ẩn càng nhiều nguy hiểm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Quân đình khốc liệt. Nếu không cẩn thận, Tô Lâm có thể nhiễm bệnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.